Hello mọi người, trong video ngày hôm nay thì Lindsay sẽ chia sẻ cùng mọi người những bí quyết học tiếng Anh vô cùng hiệu quả mà mình đã áp dụng để nâng cao vốn ngôn ngữ của mình nha. Để giới thiệu sơ qua về bản thân thì mình có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt. Bên cạnh đó thì mình cũng đã từng đi học tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha. Mình từng có 11 năm học trường quốc tế và có nhiều bạn là người nước ngoài. Hiện tại tuy mình rất tự tin về vốn tiếng Anh của mình, nhưng đôi khi việc không sử dụng thường xuyên dễ khiến mình bị quên, nhất là khi giao tiếp nói chuyện hay là gặp từ vựng mới. Vậy nên mình cố gắng tổng hợp các chiến lược học ngôn ngữ để có thể liên tục trau dồi kiến thức, cũng như là duy trì khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Bây giờ thì Lindsay sẽ chia sẻ cùng mọi người nha. Tip đầu tiên đó chính là học từ vựng. Thói quen học từ vựng của Lindsay đó là đọc sách tiếng Anh rồi highlight những từ vựng mới, sau đó viết nghĩa vào một cuốn sổ và lấy ra xem lại để học thuộc. Mỗi khi gặp từ vựng mới mà không hiểu nghĩa thì mình cũng sẽ ghi chép lại rồi tra từ điển hoặc lên Google để tìm nghĩa. Việc ghi chép lại từ vựng giúp mình nhớ lâu hơn. Thêm nữa là thói quen tra từ điển hoặc hỏi phiên dịch viên Google cũng giúp mình hình thành tư duy liên tục học hỏi và update vốn từ vựng tiếng Anh. Tùy vào cá nhân mỗi người, tiếp thu kiến thức tốt nhất vào buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối mà mình sẽ lấy sổ ra để ôn tập lại những từ vựng chưa thuộc. Như Lindsay thì não của mình hoạt động tốt nhất vào buổi tối, nên thường là mình sẽ xem lại các từ vựng mới vào buổi tối để học thuộc nè. Một trong những tips khi mình tự học đó là sử dụng hết tất cả những tài nguyên mà mình có thể, bao gồm cả từ điển, sách, các bài viết hay video bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó thì việc có người bạn hay giáo viên để cùng luyện tập nói tiếng Anh sẽ giúp mình học hiệu quả hơn. Chỗ uy tín mà Lindsay tìm ra gần đây đó là iTalki, nơi bạn có thể trau dồi tiếng Anh bằng cách trao đổi một một với giáo viên bản ngữ qua video call. Các nội dung bài học đều được cá nhân hóa theo mục đích và nhu cầu của người học, giúp cải thiện kỹ năng nghe, nói, luyện tập hội thoại, bởi vì khi học ngôn ngữ mới thì môi trường giao tiếp là quan trọng nhất. Khi mình luyện tập có người giúp mình sửa lỗi ngay lập tức thì cũng sẽ tốt hơn. Điều mình thích nhất về iTalki đó là mình có thể lựa chọn bài học linh động bất cứ khi nào mình có thời gian và bất cứ ở đâu, miễn là nơi mình có thể dễ tập trung. Nếu mình chưa đủ tự tin để giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh thì mình có thể chọn giáo viên biết tiếng Việt luôn nha. Khi chọn giáo viên thì mình có thể xem qua hồ sơ của họ cũng như là lịch trình mà họ có thể dạy và mức phí cho một lần học. Ngoài việc học ra thì Lindsay thấy đây là cách để chúng mình có thể làm quen bạn mới ở khắp nơi trên thế giới nữa đó. Lindsay thấy một trong những điều giúp mình học tiếng Anh hiệu quả nhất đó là có người để luyện tập cùng, nếu không thì sẽ lâu lắm á. Can you give me an example of a Vietnamese like dish, like a traditional Vietnamese dish? We have pho. You know pho, right? Yeah. Of course. We have beef pho, and then we had bún chả. Like in the last lesson, you were in a coffee shop, which looked actually really beautiful. So I've heard the coffee shop scene is incredible as well. Yeah, it's near the whole Hoàng Kim Lake. It's a lake, a very popular lake in Hanoi. It's in the middle of Hanoi. And okay. There are coffee shops around the lake, which are very nice. Beautiful. Yeah, that's really great. Thank you. That's amazing. It's so good to be able to travel around and then stay in a different country once in a while, you know, and explore the culture as well as the food. It's amazing. iTalki có đến hơn 150 ngôn ngữ với hơn 30.000 giáo viên có chứng nhận trên toàn thế giới. Và để trải nghiệm thử iTalki thì các bạn có thể vào link Lindsay gắn trong phần mô tả của video này nhé. Nhập code Lindsay thì các bạn sẽ được tặng thêm $5 vào tài khoản khi mua bài học trị giá $10. Số lượng có hạn chỉ dành cho 50 bạn đăng ký đầu tiên thôi nha. Thường thì Lindsay sẽ tra từ trên Google rồi nghe phát âm của từ đó để học cách phát âm cho chuẩn. Rồi mỗi khi mình xem video hoặc là xem phim nói tiếng Anh thì mình sẽ nhại lại giọng để dần dần có thể phát âm tiếng Anh chuẩn hơn. Cái này thì phải luyện tập thường xuyên và mỗi ngày thì mới có thể bớt được âm điệu tiếng Việt khi nói tiếng Anh đó nha. Tuy là nhiều khi mình nhại giọng của người ta thì sẽ có chút mắc cười, nhưng mà thôi kệ đi, ráng lên. Ông bà ta đã nói có công mài sắc thì có ngày nên kim mà. Lúc luyện tập thì mình ngồi một mình cho đỡ ngại, hoặc là nói chuyện với thầy cô giáo người bản xứ trên iTalki nè. Nói sai chỗ nào thì họ chỉnh luôn, không có bị đánh giá đâu. Tip thứ
tư về ngữ pháp thì một trong những lỗi dễ sai nhất đó là ngữ pháp. Lizzy thấy nhiều bạn viết tiếng Anh hay bị sai ngữ pháp, nhất là khi sử dụng thì quá khứ tiếp diễn hay là thì tương lai tiếp diễn. Vậy nên tip để luyện tập phần này đó là phải ghi chép càng nhiều càng tốt, mỗi thì đưa ra càng nhiều ví dụ càng tốt. Bên cạnh đó thì hãy cố gắng đọc nhiều văn bản, bài báo hay sách viết bằng tiếng Anh để hiểu cách sử dụng các thì trong từng câu. Và để việc học tiếng Anh thú vị hơn thì các bạn có thể xem phim bằng phụ đề tiếng Anh. Các bạn có thể tập viết nhật ký bằng tiếng Anh. Đó cũng là một trong những cách hiệu quả để thực hành sử dụng ngữ pháp. Tuy nhiên, viết nhật ký thường là cách để mình luyện tập thêm thôi, bởi vì không có ai kiểm tra và fix lỗi cho mình. Vậy nên cách tốt nhất vẫn là tìm một người bạn bản xứ và chat tiếng Anh với họ nha. Thứ năm là hãy tự tin lên nha. Không có gì hoàn hảo và không có gì tuyệt đối, nhất là khi mình học ngôn ngữ thứ hai không phải tiếng mẹ đẻ. Hãy cứ luyện tập và trau dồi liên tục rồi sẽ cải thiện thôi. Tự tin lên bạn nhé. Để thành thạo một thứ gì đó cần thời gian và rất nhiều công sức. Vậy nên chúng mình hãy cứ siêng năng và cần cù, chăm chỉ và kiên nhẫn luyện tập mỗi ngày, bất cứ khi nào có thể. Tiếng Anh có câu là consistency wins the race, có nghĩa là sự bền bỉ sẽ giúp bạn chiến thắng cuộc đua, như là câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ của Việt Nam đó. Cố gắng lên nhé! Hy vọng video ngày hôm nay đã truyền động lực để chúng mình cùng luyện tập và phát huy vốn tiếng Anh. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì bạn đừng ngại để lại comment cho Lindsay nha. Chúc chúng mình cùng học tiếng Anh thành công. Đừng quên like và share video này cũng như là subscribe kênh của Lindsay nếu bạn thấy bổ ích nhé. Yêu thương thiệt nhiều. Bye bye. Thinking of you, thinking of you.